Dạ, con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Và hôm nay thì con cũng tiếp tục nói về cái câu chuyện gia đình nhà con Vi hay cô chú ha. Đó, con Vi cô chú thấy không? Đó, con Vi bây giờ nó lươn lẹo quá cô chú. Nó càng nói xạo, nó càng bịa đặt đặt chuyện này nọ rồi vu oan vu khống cái vụ tiền bạc rồi mất á hay cô chú ha. Ghét thì thấy ghét cái cô chú ha. Nhìn ưa không nổi, nó thiệt. Không phải ghét đó, mà ưa không vô. Chứ tự nhiên vậy con hỏi cô chú nói với mình đâu có lạ gì đâu mà mình ghét nó, nhưng mà đã xuất hiện lên trên cộng đồng mạng thì phải phải như thế nào không cô chú? Tôn trọng khán giả, tôn trọng hơn người nhìn được cái trời, nó lên nó xỏ mũi người này hết người nọ à, nó dẫn dắt dư luận đó. Có ai ha, ai ha mà không bị nó gạt đâu, mà bày đặt nói nó khờ, nói nó khờ bởi vì từ đầu tới cuối rồi con không chịu à, con không chịu là nói con Vi khờ. Nó có thật, nó không khờ, nó cáo. Trời ơi nha, ở trên đó những thước phim nó chỉ giả thôi cô chú, nó giả ha, ở ngoài ha. Trời ơi, nó đi ngang nhà người ta mà nó không ưa người ta hay là nó chửi người ta đó, người ta không làm gì nó luôn đó. Nó là cái dạng vậy đó cô chú. Nó chị em nó ngộ lắm, không biết điều biết chuyện gì trơn á. Con Ngọc mà hồi đó ha, ở đây nè, ở đây ha, ở Sóc Trăng đó cô chú, rồi đầu ha à, làm bậy bạ đủ thứ chuyện lùm xùm với em chồng tà le đó, rồi cái bỏ xứ rồi đi. À, đi 11 năm trời không có về đâu cô chú, em út đồ này nọ vẫn còn ở đây, thằng Tư Gạo đồ còn ở đây à, rồi đầu á, cũng có về thăm nom gì đâu. Rồi sao nghe hơi tiền cái chạy về đây. Ôi chị em nó sống tiền bạc không mà cô chú ơi, tại vì thiếu thốn à, rồi tại sao thiếu thốn? Tại vì làm biếng, đâu có làm đâu mà không thiếu thốn. Nói chung cuộc sống là mỗi ngày là rất là khổ, tại vì bản thân làm biếng. Từ thằng Tư Gạo, con Vi cũng vậy, thằng Phi rồi thằng Thảo lúc trước cũng vậy, cho nên là mới có cái câu chuyện đi ra biển đó cô chú, rồi về mất vợ đó là như vậy. Chứ không chịu làm, thời nay công việc ở trên bờ thiếu gì phải không cô chú? Giờ không lẽ cả đời tụi nó không lẽ không đi lãnh được vé số? Mà giờ vé số ví dụ đi, ờ mình có ăn ở có uy tín hoặc người này người nọ người ta cũng lãnh giùm phải không cô chú? Vòng mấy trăm ngàn người, ba đứa giờ bung ra đi cô chú, nó thiệt khỏi làm gì trơn, đi bán vé số cả ba bán vé số bèo gì ngày cũng 300 ngàn, 300 tàu 300 ngàn, phải không cô chú? Mà không chịu làm, con cũng không hiểu tại sao không buôn bán đó cô chú. Ngộ đó à, phải lụm mà, tại vì làm biếng lụm thì muốn nghỉ nghỉ à, muốn làm, nói chung là vậy đó à. Con Vi thì nó cáo già, nó khôn bà cố, nó lợi dụng thằng Phi à, nó kêu thằng Phi về xin tiền mẹ nó này nọ rồi ha, không xin cái ha, cái đầu cái lá chữ thằng Phi. Nó chữ như con đó, bộ hổm nhớ vụ không? Nhớ vụ mà nó chữ ông Phi, chữ mẹ ông Phi, chữ bà Lệ Gia Lê Cương là không? À. Rồi cái giờ cái hai chơi cái chiêu, có bầu thì đẻ, phái con nít này nọ rồi các kênh YouTube nói trời ơi chị nuôi không có nổi đâu chị ơi. À, thì bắt đầu nó nói là nuôi không nổi thì bà nội nuôi. Trời ơi nói chuyện gì đâu cô chú, ai chấp nhận? Con nói thật, tại mẹ ông Phi không xuất hiện đó. Nghe lời bà Đại gia Lê Cương không xuất hiện đó, chứ hơi xuất hiện thử thôi bà nói cho đội quần, ai chấp nhận mày là con dâu? Rồi có phải cháu tao hay không đó, mày ăn ở bầy đàn như vậy vậy đó, có phải cháu tao không? Phải không? Thằng nào cũng hả dặm mắm thêm muối hết trơn. Mới bữa đây nè, ba thằng ngủ chung, ôm chung ngủ chung, rồi cái thằng kia thì nó ham muốn thằng Thảo á, rồi thằng Phi thì nát ruộng nó xỉn mẹ quất cần câu rồi, rồi cái con này thì nó dâm lòn rồi, làm gì mà không có. À, giờ con hỏi cô chú nè, con đố cô chú gì chứ cái bữa đó có học à, có đó chứ không phải không có đâu. Trời ơi bà nội ơi, sắp có cháu rồi nghe bà nội, nghe bà nội chắc bà nội cưng chết à. Con của con Vi nhân vật nổi tiếng là sao, hạng A không đó à, lần này ha là ha, mẹ ông Phi có đứa cháu rồi, chúc mừng chúc mừng. Đẻ ra ông Phi con à, ông Phi con hai cha con chắc ham thằng kia mà nó biết đi cô chú, cái đầu cái hả sai nó đi mua rượu lội lận tận đi mua rượu đem về cho thằng cha uống, trời ơi chắc cười chắc chết. Cái lớn lên tí xíu hai cha con ngồi dậu nè, cha ăn ly con ly đi đó, đầu cũng vô vô hồi mày ăn ly tao ăn ly à, mới mốt là có đó cô chú, con thấy rồi, con thiệt cái câu chuyện đó con thấy ở ngoài đời rồi à, hai cha con nhậu hồi kêu mày tao luôn à, cô chú coi đi à, nó bịa chuyện rồi á, rồi ha nó hả lên ha nó chiêu trò ha, nó nói ha bữa nay thì cái chuyện này ngày mai lại chuyện khác, mỗi ngày một câu chuyện như vậy đó ha, càng nghe ha càng thấy ghét, mà nhìn thấy mặt nó ghét là ưa không vô chút, nói thiệt luôn á.
Bây giờ không ấy gì nè Quy à, giờ kêu mà Việt Kiều Thanh nào đó, cô Thanh nào của Vi đó à, bắt đầu hả bảo lãnh qua nước ngoài lụm bọc ok luôn à, móc bọc bên bển đi à, rồi nhớ kêu bà gửi tiền về cho đi học tiếng Anh à, học tiếng Anh đóng qua nước ngoài móc bọc à, vậy đó qua anh bển mà lụm chắc tiền không hay cô chú ha à, quy đi bảo lãnh nó đi đi à, đi qua nước ngoài à, ở anh bển gì đó lụm bển là nhiều lắm lụm có tiền lắm khỏi phải làm gì trơn á tối ngày lụm lụm không mà cô chú cái loại người mà con nói cô chú ha người không ra người ngợm không ra gợm thiệt á mà đạo đức con người thì xuống cấp trầm trọng thiệt á nó chỉ hơn con vật tí xíu thôi cô chú nó thật đó, nó là cái lưng lửng á rồi ha đầu ha tối ngày lên màu chài mua đất cất nhà cho thằng nát gụ ở trời ơi con nói cô chú còn biết bao nhiêu mảnh đời khó khăn người ta từng thuê nhà người ta ở từ đó tới giờ bây giờ gần đất xa trời nè không có mua được một cái nổi cái ngôi nhà nữa cô chú mà người ta làm không ngày nào nghỉ chứ nó tại sao mình không giúp những người đó đi phải không cô chú nó cho hay những cái giây phút cuối đời người ta có được cái biết được cái cảm giác cái ngôi nhà là gì đi nó còn này không à, nó ăn chơi như vậy gì đó nó có nhà chứ đâu phải nó không có nhà đâu mà kêu gọi cô chú mà giúp đỡ cái gì đó nhà của con Khôi đang ở đó. Đó người ta cho tới cái nhà bự như vậy rồi đó tại nó mê trai nó đi vậy thôi rồi tự nhiên cái đầu cái nó mê trai nó đi dắt ra ngoài thuê nhà trọ phải có trách nhiệm đóng tiền trọ cho nó rồi mua đất cất nhà cho nó vậy nó vậy chắc mai mốt chắc ai cũng vậy giả bộ làm vậy đó cô chú cái mượn kênh YouTube này nè các kênh này nè đó cô chú nhớ lưu lại số điện thoại các kênh YouTube này nha đó sau này mà muốn mồi chài đầu điện thẳng luôn đó, điện thẳng kêu lại quay đó, thì nó quay cho là nổi tiếng là có nhà khỏi phải làm ăn xin thời ha công nghệ mà cô chú người ta 60-70 tuổi à, người ta vẫn còn đi làm cô chú à, những cô những chú ở bên nước ngoài à, người ta lớn tuổi rồi nhưng mà người ta vẫn đi làm miệt mài à, đâu có ai như tụi nó đâu người ta rất là chăm chỉ người ta đi làm để người ta kiếm tiền để người ta gửi về người ta giúp đỡ quê hương người ta giúp đỡ đồng bào người ta à, mà không ngờ tụi này nó lợi dụng cái điểm đó nó gạt người ta cô hỏi cô chú tức hay không. Đó, rồi mình thấy là mình biết á không lẽ mình không nói đó, không lẽ mình không dịch mặt lên đó, mình dịch mặt lên thì mình để mình lấy lại công bằng cho mạnh thường quân đó cô chú cũng nói thật và những người nghèo đó, những người nghèo thật sự đó cô chú thấy không người ta tội lắm người ta bệnh tật ốm đau người ta không thể đó, đi mua bán được đó, giờ đường cùng rồi đi xin còn đi xin không nổi đó đó con nói thiệt những người già người ta đi xin không nổi mà người ta còn cố gắng người ta đi xin đó, để người ta có cái này để người ta ăn còn tụi này còn tay chân lành lặn phải chi mà nó cục tay cục chân con không nói cô chú con thật đó, phải chi mà con Vi nó đi không được á còn này cô chú thấy không đó, tối ngày hả đầu hai cái mỏ của nó ha, nó đẩy qua nó sàn lại nó chửi người này người nọ đó, mà ai mà chiêu ghẹo này nọ ai hứa điện thoại mà không cho nó chửi. À, khán giả người ta lên người ta nói về nó đúng về bản chất con người nó cũng chửi người ta nó còn nói trên đầu trên cổ người ta nữa không giúp được gì thì thôi á, đừng xúc phạm gia đình chị em nhà nó à chị em nhà nó không có ăn xin nhớ rõ cô chú nghe không có ăn xin ai cho thì lấy ai cho thì mang ơn chứ không có ăn xin đó nói chuyện gì đó cô chú bây giờ con hỏi cô chú có xin hay không đó. Tiền người ta điện lại là cho là lụm 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 cảm ơn lia lịa đọc địa chỉ tí lia à, vậy đó mà làm biếng à, ngày ngày đó cô chú coi thử đi đó nó có lụm gì đâu à, không có lụm gì trơn á à, giả bộ hả này nọ lại bà bảy đó, mấy cái chai này nọ xin bà bảy này nọ vậy đó rồi đi bán đó tại vì cái mối của bà bảy một ngày bà bán con Vi không nổi mấy cái chai nước ngọt không nó cũng có nhiêu đó nó ngồi nó ăn uống không hai đứa đó thì bà cho nó thôi chứ không có bán buôn gì đâu cô chú à, không lụm gì đâu chứ đi tới quán bà bảy hàng Phi cũng vậy nó đi mua dây chai phế liệu trời ơi nó chạy xe mới chạy ngang tới nhà bà bảy rồi. Cái mùi rượu nó bốc lên thì bắt đầu là nó vô đó, nó tấp vô đó nó nhậu nhậu tới chiều xỉn mẹ rồi rồi đi về luôn đó, đâu có đi buôn bán gì đâu thằng Phi nó đi từ nhà trọ tới nhà bà bảy rồi quay về nó không có đi xa được cô chú và không có đi đâu hết trơn gì đó ra đó uống rượu đó.
Còn bây giờ nói thêm Mạnh Thường Quân nè, con cô chú bây giờ cô chú nghĩ thử đi, giúp những cái con người như vậy vậy đó có phước đức hay không mà tối ngày điện điện thoại giúp hoài. À, khán giả rất là bức xúc, khán giả ha ghét cái tụi này á 10 thì cũng ghét là Mạnh Thường Quân cỡ 5, tại vì sao biết không cô chú? À, thấy rõ ràng như vậy, đó là trường hợp không đáng để chúng ta giúp đỡ mà cố tình giúp đỡ thì chẳng khác nào cổ xí cho tụi này. À, tạo điều kiện cho tụi này càng lười thêm. À, rồi nó lên trên cộng đồng mạng nó chửi nhiều thêm, phải không cô chú? À, Mạnh Thường Quân nào hay mà giúp đỡ cái tụi này là có đầu cũng như không có đầu đó cô chú, con nói thiệt. À, không có miếng suy nghĩ gì hết, trong khi dư luận người ta đang dậy sống mà cố tình mỗi ngày làm cho lợi cái nư, có nghĩa là chơi đi ngược dòng cô chú đó, là muốn hay là chơi là cho nổi hơn, là chơi ngu lấy tiếng đó cô chú. Mạnh Thường Quân á, đó, bà đại gia Lê Cương gì đó, đó bà Sơ Ghi gì đó, thấy không? Đó, từng giúp đỡ nó chữ lại gì đó mà giúp cái gì? Nó bây giờ hai cái tấm gương đó đó, đó thì hãy xem đi, hãy sâu vô đi. Đó, cái đại gia Lê Cương đó với cô Sơ Ghi nào của ông Huy đó, đó, hứa rồi không giúp nó đó, nó chữ như vậy đó, vậy đó mà còn giúp nữa thì thôi. Con khẳng định với cô chú luôn, con Huy nè nó không khổ. Còn chịu người khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần luôn á cô chú, như con Vi á đó. Chứ không phải mà không còn người khổ đâu mà không giúp, mà giúp con Vi, con Vi không hề khổ cô chú biết sao. Ngày nào cũng ngồi quán xá, nó có vàng nó đeo cô chú thấy không, vàng nó đeo hồi đó cũng vậy nữa, nó đeo rất là lâu. À, nó có vàng nó đeo nó thì con hỏi cô chú khổ cái gì, cô chú yên tâm đi, hàng ngày nó vẫn sống được. Ngày xưa đó khi mà ăn ở bầy đàn nó một bàn tay nó vậy đó, mà nó đi chôm chẻ hay lụm bọc gì mình không biết, mà nó nuôi nổi hai thằng làm biếng ở nhà đó, hai thằng núp theo váy đàn bà vậy đó cô chú, tối ngày là núp vậy đó cô chú, không đi ra đường, không đi bán số, không đi làm ăn gì hết trơn, nó dựa dẫm vào con này nó hay lắm chứ cô chú đừng nghĩ nó. Cô chú thấy không, bây giờ con nói ví dụ đi, ví dụ như tiền nó có nó mất thiệt đi vậy đó, mà trong người nó còn vài triệu mà nó lên trên cộng đồng mạng nó xin thằng Khôi nó ra gã, nó không tiền đóng tiền nhà trọ, rồi nó xúi thằng Phi về bên nhà mẹ thằng Phi xin tiền này nọ đó, cô chú thấy nó ghê không? Nó chuẩn bị nó lo xa chưa rồi, nó không có cái vụ mà không có tiền đâu, nó biết lo đó cô chú. Nó nói nó để dành để đóng tiền nhà trọ hay là làm cái này cái nọ, có nghĩa là nó cũng biết để dành, biết chuẩn bị chứ đâu phải mà khờ khù khờ gì đâu. Mà công nhận thiệt chứ cô chú thấy Hùng Phi không, trời ơi trời, tối ngày vậy đó cô chú, cái lúc lắc vậy đó mà con cũng không hiểu nổi luôn, không hiểu nổi nó mê Hùng Phi cái chỗ nào nữa cô chú, cũng nói thiệt luôn á, nhiều khi suy nghĩ không ra luôn. Tình yêu gì mà ghê gớm dữ vậy trời, tình yêu gì mà thú quắc vậy, phải không cô chú? Thằng Phi mà cô chú ôm nó thử hay không, ôm cái bãi ghép như cái bãi ghép con thua á. Tối ngày hai đứa nó ăn không ngồi rồi á, nói dốc nói láo á, lại nói chuyện với mấy bà chỗ quán bà bảy đó cô chú á, rồi đầu không có làm gì hết trơn, lên mạng diễn vậy ra, cái đầu cái có tiền gửi về ao, bởi vì tụi nó ỷ lại cô chú. Hở cái là đưa lên trên cộng đồng mạng, hở cái là đưa lên trên cộng đồng mạng. Mẹ con điện thoại ai cũng có số điện thoại qua lại thì mắc mớ gì, mỗi lần điện thoại phải kêu YouTube lại, nhờ YouTube điện thoại cho mẹ rồi quay đưa lên. Ủa sao ngộ vậy, thích diễn quá trời luôn không cô chú. Mẹ mình số điện thoại không lẽ không có, thì điện thoại nói chuyện với mẹ chứ có gì đâu. Trời ơi con thấy cô chú ơi, cô chú có nhiều cái cô chú coi đi, cô chú thấy diễn dàn dựng. Dạ thôi, cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nha cô chú. Con hẹn cô chú vào clip sau.